Thank you.
Hey!
mình đang được kéo căng ra. 3, siết chặt bụng. 4, cố gắng lên. 5, 6, thẳng tay. 7, 8, 9, 10, lên luôn, đừng thả tay. Chuẩn bị, ép phải, ép trái, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, cố lên, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 10, đó, về giữa, hít thở đều đó. Vươn tay lên cao, vươn tay lên cao, cao hết mức có thể, cao hết biên độ của cái tay luôn. Hóp chặt cái bụng vô, từ từ thẳng lưng này đó, gặp người về trước, tay giữ thẳng, siết chặt cơ bụng, đẩy mông người về sau, chân thẳng, lưng thẳng. 1 2 3 4 5. Anh ơi, nâng tay lên em ơi. 6 7. Cảm nhận được cơ lưng của mình đang được kéo giãn ra, xương sống đang được kéo giãn ra. 8. Nhìn lên trước nè, cười cái coi. 9. 10. Vươn tay lên cao. Hớp chặt bụng. Khuỵ gối, gập gối, gập đùi. Hạ mông về sau. Đầu gối không qua khỏi mũi gót giày. Tay nâng lên cao một góc 45 độ. 1. 2. Lưng thẳng. Mông căng. Đùi siết chặt. 3. 4. Hít thở đều vô. 5. Cảm nhận mấy ly trà sữa đang được căng ra. 6. 7. Đang thưởng thức cá viên chiên. 8. Hít thở đều. 9. 10. Lên cao luôn đó. Hạ tay. Vòng về sau. 10 ngón tay đan lại. Không khóa gập quỷ tay. Co lại. Nâng xa ra khỏi thân người đi đó. 1. Ưỡn ngực ra đằng trước. 2. Bảy ngực ra đằng trước. 3. Đẩy cái mông về đằng sau. 4. 5. 6. Cố lên. 7. Hít thở đi luôn. 8. Con này là gì? Đúng rồi. 9. Đúng rồi, giữ như vậy thôi. 10. 9. 8. 7. Ưỡn ngực quá em ơi. 6. 5. 4. Thẳng người lên. 3. Không có tay lại. 2. Ôi đó, tay mở nghe. Bóp chặt cơ bụng lại cho em. Rồi, mở gối chân phải. Mở mũi chân phải, mở gối luôn. Quỳ người xuống. Tách cái chân trái ra. Lại người xuống. Tay phải đặt lên gối phải. Tay trái áp sát chân gạch lỗ tay, nghiêng người, căng người ra. 1. Đúng rồi. Xúc sắc. 2. Thẳng tay ra luôn. 3. Mắt nhìn theo. 4. Em ơi, úp quá em ơi. 5. 6. Em gì đây? 7. Thẳng người lên, đừng có hạ xuống quá. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lên. Đem tay về cho đẹp cái cây. Rồi, bẻ mũi chân phải về, mở gối chân trái. Xuống luôn, đi. Căng luôn, căng, căng, căng hết biên độ. 1, 2, kéo giãn hết thân người. 3, 4, hít thở đều. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên luôn. Mở ngang tay, mở ngang tay, chân tách rộng, đúng rồi. Đem hai cái mũi chân về nữa. Siết chặt cơ bụng nằm lúc này, gặp người về trước, thẳng luôn. Gặp thẳng người về trước. Rồi, giữ lại đây. Siết chặt cơ bụng. Hai tay mở ngang.
công chỉnh sao cho hai cái tay nó ngang vai đó, không gù lưng nha. Một, hai, mở ngực ra. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, không gù lưng, chín, mười, không có gù cái lưng, không có cắm cái lưng xuống sàn, mười, chín, tám, bảy, nhìn lên chị, sáu, năm, bốn, thẳng lưng nữa, thẳng lưng lên, đừng đừng thẳng nữa, nhẹ nhàng thôi, ba, hai, hai, một, chống tay xuống sàn, chống tay xuống sàn, áp sát lòng bàn tay xuống sàn cho em luôn. Căng cái chân ra đó, căng cái đùi sau ra hết biên độ cho em luôn. Lùi mông về sau, cảm giác chưa căng đủ thì lùi đẩy cái mông về sau cho em. Một, tay ở đâu đặt ở đâu là giữ nguyên cái đó nha. Hai, áp cái lòng bàn tay xuống sàn, lòng bàn tay xuống sàn. Ba, đừng dồn lực xuống cổ tay như đó. Bốn, năm, cái mông á, cái mông của mình là cái chủ lực á. Sáu, siết chặt cái bụng vô, chủ lực thứ hai. Ba, giảm cái lực ở cổ tay lại. Bốn, khép chân lại chút xíu đi. Năm, đó, lùi người sao thấy chưa. Sáu, đúng không. Bảy, cảm nhận đi lớp cơ đùi sau của mình đang được kéo giãn ra. Tám, khép chân vô, khép chân vô, khép chân vô. Chín, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Khoan nha, chưa nha, từ từ nha, thả hết hai cái lòng bàn tay xuống sàn về, bám chặt nó lại em về đúng không. Chuẩn bị tư thế thắt chặt bụng, nhảy một phát ra đằng sau, hai cái chân duỗi thẳng ra kem luôn, nhảy, khép vô, khép vô, khép vô, siết chặt cơ bụng, vai không đẩy qua khỏi cổ tay, siết chặt cơ bụng vô đó. Nhìn lên kiếm đi, nhìn coi mình đẹp không, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó vui. Nhìn lên em, hít thở đều, cố gắng lên, hít thở anh ơi, cố lên, chín, tám, thấy được, bảy, sáu, đang cảm nhận được những cái dòng mồ hôi của mình nó bắt đầu nó chảy ra, cơ tay nó đang nóng nè, cơ bụng nó đang nóng nè. Em đếm tới đâu rồi đó? 10 rồi phải không? Rồi, hạ gối. Lùi mông về sau luôn. Đặt mông lên trên gót chân. Từ từ, thu tay vô. Thu tay vô, thu tay vô, thẳng người lên. Rồi, chống sàn, đứng dậy. Đứng lên, chống sàn, đứng lên. Đúng rồi, chống sàn, đứng lên. Hít sâu. Đó. Rồi, cả lớp lấy khăn là mời. Ngày mai sẽ bớt đau. Ngon không? Ngủ ngon. Có ngủ ngon không? Rồi thở không được. Có nghĩa là khi mà tập bụng mà nhiều thở thì nó nhói.